Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ ngày đầu tiên nha. It's Horror Club. Chapter 1, play. Ok, vào đầu game thì các bạn sẽ tìm được cái mắt ở đâu. Và đây là phòng ăn. Chúng ta đang gần đây. Một con dao. Trong này xem có gì không. Không có gì cả. Rồi, mình sẽ sang phòng tiếp theo. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ đi giải cứu luôn ông này. Được một chiếc chìa khóa. Ok, xuống luôn. Ok. Ông ta đang ở đây. Mình sẽ vào đây tìm tiếp xem có món đồ gì không. Đây là một bao diêm. Không có gì đây. Xong ta le đây. Let's go. Rồi, và mình sẽ đi đường này. Sau đó thì mình sẽ lên tầng 2. Thank you.
kìm một chiếc kéo. Rồi, và một lọ thuốc. Đi thẳng vào bên trong. Tiếp tục mở cánh cửa ra. Wow. Một món đồ. Ta đi, sau đó các bạn sẽ phải vào trong phòng bếp và rửa một con chuột ra. Ông ta đã quay lại rồi, mình sẽ để ông ta chạy nhanh. Này các bạn sẽ tiêu diệt ông ta. Còn phần 2 tại game này thì các bạn phải đi phá hủy nơi mà ông ta đã từng giam giữ những con người. Bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Scary Teacher vào đây. Let's go. Francis, don't make so much noise. Yes, dear. Look, look on their faces when they see me walking on water. Rồi và bây giờ thì mình sẽ trèo lên tầng 2 bằng cái chiếc thang này như này đây. Những chiếc mảng điện trong tơ rất là đẹp mắt.
tới cho là thịt heo. Competition. Oh, Holy Spirit, bear witness to my greatness. I'll show you all. Watch me make history. Oh, shit. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ kênh thứ 3. Vậy đi rồi, let's go. Let's go. Ông ta có 29 máu thôi. Ok. Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ tư, Granny Chapter 2. Let's go. One day. Wow, và ta ngay trên này. Không sao. Mình sẽ đi vào căn phòng này đi. Đây rồi. Một khẩu súng điện. Mình sẽ xử lý vào ta luôn. Ok. Giờ mình sẽ đợi ông già lên. Đó chính là chồng của bà ta. Đây rồi. Này thì đeo mũ ông già Noel. Ở đây chiếc chìa khóa này các bạn, và mở căn phòng này. Let's go. Let's go. Thôi chết, chưa mở cái cửa đây ra rồi. Mình đã đi đường này lên tầng 2 thôi. Oh my god. Không kịp. Quả đấy thì mình cầm lên và mình sẽ chạy đi là kịp ngay. Wow wow wow. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5. Slenderilla 2D. Let's go. Rồi, mình đã vào trong nhà ngôi nhà này. Nếu khi các bạn vào trong, các bạn sẽ không ra được. Vì đây là một ngôi nhà ma. Và các bạn phải tìm cách ở trong này làm sao để tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Đã vào rồi thì không thể ra được. Ok. Tiếp tục sang căn phòng thứ hai. Wow, let's go.
cố gì đây. Wow, tụt xuống một cái lỗ rồi. Trong này xem có gì không. Một người đã chết rồi đây. Và anh ta có một chiếc búa. Một chiếc búa tạ. Mình sẽ phá vỡ bức tường này đi. Oh my gosh. Rồi sau đó các bạn sẽ tìm tiếp một chữ số nữa, rồi mở một cái két sắt, trong đó có một đoạn dây. Và các bạn sẽ lắp đoạn dây này thì cái cửa kia nó sẽ mở ra và các bạn sẽ chạy xuống dưới tìm tiếp rất là nhiều luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1 của hãng developer. Ở đây, continue, let's go. One day. To play hide and seek. Một chiếc búa, ok. Thank you.
sau này là một miếng thịt. Tôi chết rồi. Oh my god, không chạy kịp. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới công tiếp theo, Roblox. Pika. Wow, vừa bắt đầu vào game luôn. Play Run Six Way. A Man Wild Woods. Say hi here. Let's go. Blue cây thì như cái này ở trên tầng. Nhưng mà cái này các bạn phải có một flank, một tấm gỗ các bạn mới đi sang được. Wow, anh Big Guy này có vẻ rất là thông minh. Cái này là lối tiếp truyền nhau rồi. Bây giờ mình đã hóa thân thành Big Guy. Vậy thì khẳng định là Big Guy sẽ thắng. Mình sẽ đi bắt ngờ. Ok, game over, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slender Rising. Ok, và ở tựa game này thì các bạn sẽ đi xung quanh map bản đồ này và tìm kiếm những bức hình được gắn trong map bản đồ này. Ok, chạy luôn. Ông ta đang gần đây. Wow, wow. Đi đâu cũng gặp ông này. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 8 bức hình. Khi đủ những bức hình, các bạn sẽ thoát ra khỏi nơi này, thoát ra khỏi ông Slenderman. Mình sẽ đi lại xem như thế nào. Đây có một đường to ra ngoài. Đi lại đi.
Let's go. Các bạn sẽ truy lùng những bức hình, còn ông Slenderman sẽ truy lùng các bạn. Chỗ này không có gì. Nếu mà đến gần một cái gì đó, nếu mà đến gần một cái gì đó thì các bạn sẽ có một thứ để báo. Thằng này vẫn đang ở đâu? Chết rồi, mình vào đi ngay đó. Anh đi có phải được không? Ok, chạy rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 bức hình nhá. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.